Xin chào anh em đang xem kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. Em có trụ sở chính tại thành phố Thái Nguyên và có kho quận 12 Hồ Chí Minh anh em nhé. Hiện tại kho quận 12 Hồ Chí Minh đang có tấm pin 385W, tháo dự án và hàng đẹp 98%, giá chỉ có 2.150.000 anh em nhé. Canadian luôn anh em ạ, và kho Thái Nguyên cũng thế. Video của ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác các cái mẫu đèn sáng nhất của năm 2023 anh em nhé. Bên em thì tiêu chí là ngon bổ rẻ thì hơi khó, bởi vì là làm gì có đâu các bác. Thế thì cũng chúng em cũng kinh doanh những cái mặt hàng làm sao nó tốt, nó sáng, nó bền và anh em không phải phàn nàn về cái chuyện bảo hành, thì cái đấy là cái vinh dự nhất và nó đỡ đau đầu. Nên cũng đây là cũng em cũng lêu giá ra luôn, và các bác là thấy cái ưng cái nào thì nhặt cái đó thôi, em báo luôn anh em nhé. Đây là 6 mẫu đèn bên em đang kinh doanh và phân phối ra thị trường anh em này. Đấy, từ đèn 200W và đến đèn 400W. Em không kinh doanh những cái loại đèn 50W và 100W nhỏ và xấu ấy, không kinh doanh anh em nhé. Đối với cái đèn rẻ nhất của em thì cũng là 900.000 rồi, đơn giá ở đây thì đều có báo, đã bao gồm phí vận chuyển và cái thông số của đèn như thế nào thì em cũng sẽ báo giá luôn trên video này anh em nhé. Đấy, cái đèn đầu tiên em giới thiệu với anh em là đây, đèn 200W chống lóa anh em nhé, 200W chống lóa. Thì về tính năng, đặc tính kỹ thuật của nó như thế này. Tên là MB200. Đấy, kích thước của tấm mắt LED là 332 mắt. Pin, tấm pin của nó là 350 x 530 x 17. Đấy, mỗi một viên pin là 32650 và nó gồm 4 viên 32650 anh em nhé, là cái đèn này. Giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển. Có quan trọng nhất là kích thước tấm pin này, 350 x 530 x 17 này. Và 4 viên pin 32650. Đây, pin 32650 thì như thế nào để cho anh em tiện theo dõi thì em dỡ một cái ra để em cho anh em tiện theo dõi này. Như cái con này nó là 400W và nó gồm có 2 4 6 quả anh em nhá. 6 quả 32650 đấy, ghi rất rõ rồi. DC là 3.2V. Đấy. Thì trong cái đèn này cũng tương tự, nhưng em không thể tháo hết cho các bác xem được. Đấy, tháo một cái tượng trưng cho anh em, mà anh em có cần mua những cái loại này nhá, anh em cũng có thể là liên hệ với em, số điện thoại em ghim ở góc trái màn hình đó. Tất cả các loại pin này em đều có bán anh em nhé. Đấy, và cái loại thay thế mắt LED hoặc là pin hoặc là điều khiển hoặc là gì đó đều có anh em nhé, nếu cần thay thế. Đấy, đối với cái pin này, tấm pin của nó là 350 x 530 x 17, 4 viên 32650 anh em nhé. Chống lóa siêu sáng luôn, sáng 12 đến 14 giờ luôn anh em nhé. Đấy là loại số 1. Loại số 2 là chống lóa 300W. Chống lóa 300W đây. Đây là chống lóa 300W này, Solalam này, 300W này. Đấy, về thông số kỹ thuật của nó là MB300 mã này. Đấy, kích thước của tấm pin là 350 x 600 x 17 và nó gồm 5 quả 32650 như ban nãy em vừa quay anh em nhé. Đấy, kích thước của tấm pin là 350 x 600 dày 17 và gồm 5 quả pin 32650 như ban nãy vừa dỡ cho các bác xem ở trong cái đèn kia. Và giá của nó là 1 triệu đồng bao phí vận chuyển. Đấy là đèn số 2. Còn tiếp đến cái đèn số 3 là 1.400.000 anh em nhé. 1.400.000 là cái đèn này. Đèn được trang bị trong hộp giấy đầy đủ như thế này. Có cây trống này, có đế bắt này, có tấm pin này. Kích thước tấm pin của nó là 350 x 700 anh em nhé. Đấy, giá là 1.400.000 bao phí vận chuyển. Đến cái đèn số 4 là đèn pha. Đèn pha 400W là cái đèn này. Anh em nhé, đèn pha 400W, kích thước của tấm pin cũng là 350 nhân với lại 700. Đấy. Và giá của nó là 1.400.000 cũng bao gồm phí vận chuyển luôn. Đây là cái đèn này anh em nhé, đèn trung tâm này. Đấy, rất sáng này, em bật bấm này. Ấy. Một cái điều khiển có thể bật tất cả các loại đèn anh em ạ. Tất cả các loại đèn đều dùng chung một điều khiển được. Đấy. Với cái đèn pha này chất lượng cao lắm anh em ạ. Đây, nhôm của nó là nhôm đúc tản nhiệt như thế này cơ mà. Em không bán đồ tào lao anh em nhé. Không có vỏ nhựa, tuyệt đối 100% không bán vỏ nhựa anh em nhé. Toàn là vỏ nhôm hết thôi. Đấy. Cái đèn, mẫu đèn số 5 em phân phối ra thị trường đó là đèn bàn chải, rẻ hơn một chút. Cái đèn bàn chải này cũng siêu sáng luôn anh em nhé. Nếu mà như anh em miền Bắc mùa này thì cũng cam kết với các bác là sáng hết đêm luôn. Và miền Nam thì quanh năm rồi, lúc nào cũng sáng rồi. Đấy.
đơn giá của đèn bàn chải loại này là 1.100.000 cũng bao phí vận chuyển. Cái điều đặc biệt của cái đèn này là tấm pin rất to, tấm pin 350 x 700, và với được trang bị cái mức là 7 viên pin anh em nhé, 7 viên pin 32650 đây em giữ cho anh em coi luôn này. 7 viên luôn, 7 viên là anh em biết là nó sáng độ nào rồi. Ok lắm. Đây ruột gan đây. Đèn được trang bị chip led này, răng này, mặt đèn này là mặt kính này. Đấy. Và đây 32650 trang bị 7 viên luôn anh em nhá. 1.100.000 bao phí vận chuyển. 1 2 3 4 5 6 7, 7 viên 32650. Mặt kính đây. Và răng cao su đây. Đấy. Nó cũng xứng đáng thôi, em cũng mổ luôn lòng mề gan ruột cho anh em tiện theo dõi. Đấy, người nào thì việc đó, người thật thì việc thật, tiền nào thì hàng đó anh em nhá. Đấy, đấy là cái mẫu đèn bàn chải số 5. 1.100.000 bao phí vận chuyển. Đấy, giá rất dư công khai rõ ràng rồi. Anh em mà mua số lượng lớn nhá thì có thể là inbox riêng và cho số lượng thì em sẽ cho cái giá nó êm hơn một chút so với cái giá đây là giá bán lẻ. Em bao ship toàn quốc anh em nhá. Đấy, đóng được một cái đèn này cũng cực kỳ là gian khổ chứ không phải đơn giản đâu, mới với nó vỡ, rất là dễ vỡ. Vỡ cái thì có mà 10 bán 10 cái trả lãi được một cái để mà vỡ để bù anh em nhá. Đấy. Còn cái đèn cuối cùng này em giới thiệu với anh em. Đèn ốp trần 400W. Ốp trần 400W. Thì đối với cái đèn này nó được thiết kế cái chip led của nó sáng hơn rất nhiều so với cái thế hệ trước. Tấm pin của nó là 350 nhân với lại 700. Dây của nó lối dài 5m. Dây lối dài 5m sau tấm pin anh em này. Đấy, dây lối dài 5m này. Tấm pin 350 x 700 này. Đèn thì được trang bị là rất là nhiều mắt led. Và pin thì đây, 1 2 3 4 5 6 viên. 32650. Pin của em là pin bên em không muốn bảo hành cho nên bọn em không dám chọn cái pin lởm khởm để lắp ghép vào cái đèn này các bác nhá. Đèn pin này thì nó cũng rất nhiều loại, bên em cũng bán riêng luôn, nhưng mà uy tín chất lượng thì bọn em đóng pin mới 100% và là 6 viên. 6 viên 32650 như này không phải đùa anh em nhá. Rất sáng, rất đẹp và xứng đáng với cái đồng tiền của bác bỏ ra. Đấy, em cũng một số coi pin thì em có thể dỡ ra để cho các bác xem luôn được ruột gan, chẳng hạn như con bàn chải này 7 pin. Con 400W này 6 pin. Đấy. Tấm pin đều các loại này đều 350 nhân với lại này 700 luôn. Tấm pin rất to thì tấm pin to nó mới có thể hút được nắng nhiều. Chẳng hạn như cái đèn nhỏ nhất của em này thì nó là 200W rồi. Thì về cái tấm pin của nó cũng đã 350 nhân với 530 rồi. Thì không có nhỏ anh em nhé. Chứ còn các bác mua cái đèn mà nó chỉ bằng cái tờ giấy A4 thôi, cái tấm pin nó chỉ bằng tờ giấy A4 như này, bằng 200 nhân 300 ấy. Ủa là bé tí. Thì lấy đâu ra? Với cái nguồn phát điện nó bé thì làm sao mà có thể tích được nhiều trong pin. Cái pin của người ta ấy nó không phải là 32650 mới như bọn em như thế này nhá. Pin của nó bằng ngón tay cái này thôi. Đây pin này 32650 nó to đùng ấy, nó to như cái chuôi dao anh em phải để. Đấy, hình dung chưa? Pin rất to. Pin to thì mới tích được nhiều điện mà mới sáng được hết đêm. Đấy. Thì nó sẽ đồng bộ đi theo, thứ nhất là cái tấm pin là cái nguồn để mà sạc điện cho cái pin lưu này. Thì để tối thì nó sẽ sáng cho cái chip led này. Rất là công nghệ của nó rất là tuyệt vời. Với cái đơn giá của nó cũng không quá là cao. Có những cái loại đèn 4-5 triệu cơ thì một số bác là không đủ nhiệt để mà chịu được những cái đèn đó. Thì đối với những cái đèn này giá cũng khá là bình dân anh em nhé. Đấy, thông số thì ở đây hết rồi. Và giá thì bình dân, chất lượng thì tốt và bảo hành 2 năm anh em nhé. Có vấn đề gì thì cứ liên hệ với nhà sản xuất. Như bên em cung cấp ra thì bên em sẽ có trách nhiệm bảo hành cho các bác. Đấy, cái đèn này khá là ok này anh em này. Chip của nó rất là sang trọng, lịch sự và nó sáng lắm. Đấy. Đảm bảo cho các bác sáng từ tối nay đến sáng ngày mai trong suốt mùa hè ở miền Bắc, còn miền Nam thì sáng quanh năm luôn. Đấy. Bán rất là nhiều, đây đóng được cái thùng hàng rất là khó, rất là khổ anh em ạ. Nhà thì như bãi chiến trường đây. Đây là những cái thành phẩm mà em đã đóng rồi để chuẩn bị lên đường đây. Đấy. Đây là những cái đơn này. Đơn này là của anh Thuận Bến Tre này, đơn này là của anh Kiên này. Đơn này của anh Vạn này, đấy. Đóng được cái đơn hàng rất là khó, đằng sau này còn đơn nữa. Thì cứ dần dần em sẽ giới thiệu đến với các bác. Chúc các bác có những cái lựa chọn phù hợp và sáng cũng như là đơn giá nó phù hợp với lại cái túi tiền của các bác. Rồi, xin chào các bác, hẹn các bác ở các chi tiết sau nhé.